hết hàng mà bán rồi, trời ơi. Cứ mình đâu có để sẵn hàng đâu mà bán. Ờ, chú bày giờ mình phải đi nhập hàng luôn. Đi, đi nhập mì nhập sụp nguyên hả? Liệu luôn hả? Đúng vậy, đúng vậy. Có tiền nhập nguyên liệu chưa? Ờ, có rồi, có rồi, có rồi. Rồi chấm luôn đi, rồi đua luôn à. Ê, nè, nè, đổi coi nhá. Ê, nè, 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 baby shark, tu 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 tu, baby shark, tu 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 tu, baby shark. Cá mập con làm. Cá mập con làm. Tại sao phải là làm? Thì nó là đu đó. Chữ đu là nó nghĩa là làm luôn hả? Cá mập con làm. Cá mập đúng con đúng làm. Cá mập con làm. Cá mập cha. Làm. Ngày xưa em bán sữa đậu nành. Lại sữa em đạp chiếc xe màu xanh. Em chính em ngày xưa đó bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Rồi con em cũng bán sữa đậu nành. Cháu à quên, con em cũng đạp chiếc xe màu xanh. Chứ đậu nành có đường con không? Con em ngày xưa đó bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Rồi cháu em cũng bán sữa đậu nành. Chị ơi, cho thêm muốn đường, hơi thiếu muối. Sau mỗi lần mà nghe cái khúc mà nghe cái bài này, cái ngồi nhớ, mặc dù A Dân nó há mà ngồi vẫn nhớ tới một cái nhân vật mập mập đó. Mà xong rồi nó cười, xong nó cười mà ngó thời là ngó, lần đầu ngó coi cái đó ngó cũng không thể nào nhịn cười được đó. Má nó lay vãi liều đó. Lúc giỏi ai dân đây là bung chung cộng đó, dây đó. Bung chung cộng dây rồi. Nó bung vô cái cộng dây của nó nữa rồi. Nó căng ở dây đàn. Từ bình tĩnh. Đừng quên cộng dây thở. Nó ngất rồi. Hết hơi đó, lấy hơi để cười tiếp. Đó. Vừa cười mà nó vừa tìm được luôn. Má mệt mỏi thiệt. Tăng. Vô nhịp nè, cười đi. Tăng. Gì ai quẩy vậy? Hay. Là gì thôi? Gì cười nhá, nó gì trận này đúng trận không? Này xếp hình cùng anh nhé hả? Về Thái Bình cùng anh nhé. Có nghĩa là em ơi, về xếp hình cùng anh nhé. Má gắt gì? Nó vô lệ vô đó. Tăng. Nó vô nhịp ghê. Ê A Dân ơi, lại có biết ở trên này có một điểm ấn rất là phù hợp với lại không? Đó là gì ạ? Cái chỗ lói mì đó. Cô mệt quá. Snack vô rụm. Cười giòn hơn sẽ nách lối mì. Ê, tính ở chỗ A Son chỉ cần bước ra bước vô rồi đó. Đây hả? À? Tiệm lối mì đây hả? À? Lối mì đó. Không, mệt quá. Với lại cái gì quên rồi, lối thôi hả? À? Nồi thôi. Nồi thôi. Ai có cái dưa leo đừng có đâu. Đừng có cười luôn. Nhai cái cắn cái dưa leo, nhai cái này nghe cái tiếng dưa leo. Trời nó giòn y chang dân cười. Buồn cười quá. Xin đấy, đau hả bố ạ. Go. Ê đường về cũng xa lắm á, bốn mình chơi lố chữ đi. Đi. Ừ. Chơi đi. Rồi chơi đi ra trước đó. Con à.
xe máy theo hình theo vòng tròn nha, Lý Na Khoa theo 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 giống như Na Son. Theo cái vòng tròn của Lý đó hả? Áo Khoa xong nó nhảy chéo lên ngõ xong rồi xuống A Son hả? Cái đó chữ nợ mà. Con ngồi đâu? Trước mà chú bảy. Đúng rồi. Vậy. Mọi người cứ tưởng là A Dân ngồi phía trước. Xe máy đúng không? Đúng rồi. Máy cày. Cày ruộng. Ủa đến con hả? Đúng rồi. Ruộng nữa. Hả? Lúa nếp nàng nâng nâng. Lúa nếp nâng nâng. Cái gì vậy? Chơi nói từ phiên bản ngọn hay gì vậy mấy má? Lúa đúng không? Lúa, ừ. Lại từ lúa nha. Ôi, nên lúa. Nâng nên. Nâng nâng à? Nâng. Tới chú lúa bậy gì? Đó. Lúa gì? Ôi, tới chú bậy đó. Rồi tới cái gì? Nâng nên. Nâng nên hả? Nâng nên. Nâng nên là cái gì á? Làm gì có cái từ nào lưng nâng lên? Nâng lên á. Nâng lên á hả? Nâng lên á hả? Lung. Lên gì ta? Lên núi. Lên luôn. Lên luôn. Què vậy? Lên luôn. Lên luôn. Má đang buồn mà rớp cái nó buồn luôn đó. Từ đó có hợp lý không vậy? Lên luôn nó có hợp lý không vậy? Lên luôn. Lên nương. Lên nương. Đúng rồi. Lên nương tựa. 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 Tựa vào vai anh. Ba chữ lận hai chữ thôi. Tựa. Tựa gì bây giờ? Tựa đề. Vào quay anh là ba chữ rồi cho bảy. Tựa đề. Là bốn chữ lận. Tựa đề. Được. Tựa đề. Ừ. Đúng rồi. Đề bài. Bài bài gì nhất? Cái gì vậy? Xin chú bảy đó, chú bảy đang đạp ga. Chú bảy đang đạp ga chứ đừng có đạp một cái dây thần kinh vân vân được không? Chữ gì? Nhất lầu. Bài gì? Từ từ. Bài ủa bài gì nhất nó quên ba chữ rồi ha. Bài tú lơ khơ. Sao cái máu cờ bạc ở chỗ quẩy nó thấm như vậy? Nó bao nhiêu cái bài? Thôi vậy gồm chung là bài bạc đi. Thì đó. Bài bạc đi. Con kìa, bạc. Bạc béo. Béo. Béo đổ xăng. Thua đổ xăng đi. Béo hả? Ai thua đổ xăng đó? À, thua đổ xăng đó. Béo. Béo nhẽo. Béo nhẽo. Có không? Có từ béo nhẽo đúng không? Có, hình như có, nhẽo. Hình như có đó. Có béo nhẽo đó. Đấy, ơi, con thấy cái máy bay nó đang chở con xe gì đúng không? Nó kéo con xe cấp 600 lắm. Xe của anh Tèo á, dịch vụ mới của DMT á. Béo nhẽo có luôn hả? Có béo nhẽo mà. Mà nhẽo, nhẽo hỏi hay nhẽo ngã? Nhẽo, nhẽo ngã. Đúng rồi. Nhẽo nhão. Cái gì? Cái gì nhẽo nhão? Cái từ này gắt quá vậy. Tiêu đó. Rồi xuống lỗ xăng đi chứ. Tới chú bảy mà. Nhẽo nhão làm gì có. Có chắc không? Nhẽo nhão hả? Nếu mà ngã hết đó, ngã, ngã hết đó. Vậy thì nhão nè. Nhão nhẹt. Cái gậy. Rồi nhẹt gì đó. Nhẹt 84 đô đi xuống đổ xăng. Nhão nhão nhẹt hay nhão nhẹt? Nhão nhẹt. Nhẹt.
nhéo nhẹt đồ xăng đi nhẹt nhẹt kẹt nhẹt nhẹt chẹt nhéo nhẹt này á mà ông hoàng tiếng quốc ngữ, ông hoàng tiếng quốc ngữ là lấy rồi, lý là phải thành giáo sư tiến sĩ vậy đó, là đi nghiên cứu là tiếng Việt. U I E K S nhạc hả? Chú mày là nhạc con đang phải viết đúng ra cái chữ người ta là đó. Nhão nhuẹt. Nhão nhuẹt gì? Chú mày là nhão nhuẹt. Đừng cười nữa. Thì là nhão nhuẹt. Má ông hoàng tiếng quốc ngữ là lấy rồi. Đó đó. Má lậu chiếc xe đạp khó chịu không? Cộng thiệt sự là lậu chiếc xe đạp kìa.